Hàng Du Mục và Quang Linh Vlog đụng độ Tôn Bằng ở Tân Cương. Sự trùng hợp khi Hàng Du Mục và chồng cũ Tôn Bằng cùng có mặt ở Tân Cương đã khiến cư dân mạng dự đoán hàng loạt kịch bản cho cuộc hội ngộ này. Mới đây, Hàng Du Mục gây chú ý khi cô cùng Tinh Quang Linh Vlog đăng tải hình ảnh check-in tại sân bay, chuẩn bị sang Tân Cương, Trung Quốc. Mặc dù không tiết lộ chi tiết về mục đích chuyến đi, nhưng nhiều người suy đoán rằng nhóm sẽ chuẩn bị cho việc phát triển thêm sản phẩm táo đỏ, mặt hàng gắn liền với tên tuổi của Hàng Du Mục. Trên trang cá nhân, Hàng Du Mục không quên trêu chọc về việc bị trễ chuyến bay khi viết nhà vía delay của Quang Linh cho ai cần, tim mình sợ lắm rồi. Được biết, cả nhóm đã bị delay khoảng 2 tiếng nhưng hiện đã lên đường tới Tân Cương. Trong chuyến đi lần này, ngoài Quang Linh Vlog, các gương mặt quen thuộc trong ekip cũng tham gia. Tuy nhiên, Nhất Dương và Dịch Dương, hai cộng sự thân thiết, lần này lại không đi cùng Hàng Du Mục. Đáng chú ý hơn, chỉ một ngày trước đó, chồng cũ của Hàng Du Mục, Tôn Bằng, cũng chia sẻ hình ảnh cho thấy anh đang có mặt tại Tân Cương. Trong một buổi livestream, Tôn Bằng công khai tuyển chọn người hợp tác quay video tại vùng đất này và còn khẳng định, tôi sẽ giúp bạn nổi tiếng hơn cả vợ cũ của tôi. Anh cũng cam kết lo toàn bộ chi phí ăn uống, ở và chi hoa hồng 50/50 nếu ứng viên đồng ý ký hợp đồng hợp tác. Đặc biệt, Tôn Bằng cũng không quên giới thiệu thương hiệu táo đỏ mới của mình, tự tin về mức giá và chất lượng tốt nhất thị trường. Sự việc Hàng Du Mục và Tôn Bằng đều có mặt tại Tân Cương đã làm cộng đồng mạng dậy sóng. Nhiều người bày tỏ lo ngại về việc cả hai có thể chạm mặt nhau tại đây, nhất là khi những căng thẳng sau ly hôn giữa họ vẫn còn đó. Những đồn đoán về cuộc đối đầu thương hiệu giữa hai người càng khiến câu chuyện thêm phần kịch tính. Bên dưới các bài đăng trên mạng xã hội, không ít người để lại bình luận suy đoán về khả năng cả hai sẽ gặp nhau. Không biết có gặp nhau không nhưng thấy cứ liên quan đến nhau hoài. Hy vọng không có chuyện không hay xảy ra, ồn ào thời gian qua đủ rồi. Nghe nói Hàng Du Mục cũng sang Tân Cương, có khi nào đụng độ Tôn Bằng không? Trước khi nổi tiếng với thương hiệu riêng, Hàng Du Mục từng sống cuộc sống du mục cùng Tôn Bằng. Họ thường xuyên đi đến nhiều nơi, trong đó Tân Cương là điểm dừng chân quen thuộc với thiên nhiên hùng vĩ và phong cảnh thơ mộng. Những video chia sẻ cuộc sống trên chiếc xe nhà di động của họ đã giúp Hàng Du Mục thu hút nhiều lượt xem, ngày càng nổi tiếng. Từ đây, sản phẩm táo đỏ mà cô livestream bán cũng dần trở nên phổ biến và giúp cô gây dựng thương hiệu vững mạnh như ngày hôm nay.